Dừng nước lá biết lòng chẳng sao, người thân với nhau biết buồn khóc, anh em buồn ta hãy đừng bóc lấy Nghe mới làm gì cứ sao ta là nhiều hận thù lớn vì hào phú quý ham lợi cùng dân mà quên mất đi bao thị phi, anh em một nhà cùng thương nhau sao cho buồn khóc đâu nghĩa đau từ không cho trời tình anh em đâu phải người xa buồn khóc sống trong một nhà hận thù nhau sao mà Chào chị, tôi muốn gặp anh Long Nguyên. Chị có hẹn trước không? À, tôi không hẹn trước. Vậy đi, tôi xin lại đến phòng thôi sao? Dạ. Nè cô kia, sao đi trễ vậy hả? Ngày đầu tiên đi làm như vậy là chết rồi. Thì kêu em hả? Đúng rồi. Chắc là có hiểu lầm gì rồi. Em tới đây là để... Muốn cái gì? Đừng nói với tôi là muốn uống lương trước nha. Giỡn hoài. Thôi mau vào toilet, thông dùng cái bồn cầu nghẹt đi. Cái gì? Thông bồn cầu nghẹt hả? Chứ sao nữa, chị thay cô lâu công mới nghỉ mà. Tôi đã nói chị là chị có hiểu lầm rồi. Tôi tới đây là để gặp anh Long Nguyên. Cái gì? Gặp anh Long Nguyên? Tôi có nghe lộn không vậy? Anh Long Nguyên mà thèm gặp người như chị hả? Tôi là em gái của ảnh. Chị làm ơn nhắn cho anh Long Nguyên ra gặp tôi đi. Nhìn chị đi, người thì nhà quê. Thôi, không phải lâu công ở đây thì làm ơn đi đi. Không, tôi gọi bảo vệ đó. Bảo vệ đâu, bảo vệ. Tôi nói là lần cuối tôi là em gái của ảnh mà. Làm ơn đi, đi lẹ đi. Không, tôi gọi bảo vệ đó. Ơ Hương, em tới đây tìm Nguyên hả? Dạ. Ủa, thì ra đây là người quen của anh Long Nguyên à? Thôi, em đi làm việc đi. Khách để em tiếp được rồi. Dạ. Em cảm ơn anh. Em tới tìm Nguyên à? Nhưng mà Nguyên giờ này bận học tùm lum hết, anh sợ hơi khó. Nhưng mà em chỉ muốn gặp ảnh chút xíu thôi à. À, vậy thì không khó khăn gì. Em cứ gọi cho Nguyên đi. À, mà bây giờ gọi cho Nguyên khó lắm. Đến như anh trong công ty còn gặp khó nữa là ngay cả ông chủ là ông nội của Long Nguyên muốn gặp Nguyên phải hẹn qua thư ký trước. Em thấy không? Người đặc biệt muốn gặp đâu phải là dễ. Dạo này anh Nguyên sao rồi? Có khỏe không anh? Thì khỏe là cậu ấm mà. Sau này mới mệt. Bởi vì Nguyên là gánh vác cả công ty. Rồi lại hẹn hò với cô tiểu thư. Cô tiểu thư hả? Cô nào? Cô tiểu thư là con gái của người đối tác chiến lược kinh doanh. Ông chủ cũng đã chấm cô ta cho Long Nguyên. Bà Long Nguyên cũng chịu lòng ông chủ. Long Nguyên thường là biết nhìn xa. Long Nguyên chịu khó qua lại với cô ta vì muốn thắt chặt tình gia hảo giữa hai công ty. Anh đảm bảo sau ngày Long Nguyên rất có tương lai. À Hương, em là em gái của Long Nguyên. Em có biết ở quê Long Nguyên đang yêu hay hẹn hò với cô nào không? Anh nói vậy nghĩa là sao? À, bởi vì anh muốn xuống dưới giúp Long Nguyên dứt hết tình cũ để tập trung cho công việc, tập trung cho tương lai.
Như vậy mới tốt cho Lương Nguyên em ạ. Em cảm ơn anh. Thôi, em về. Anh Phong. Ủa Hiên, nhân viên đâu hết rồi anh? À, tụi nó đi ăn cơm trưa rồi. Có chuyện gì không em? Anh đang định bắt chước anh Nguyên hả? Bắt chước là sao? Thì ngồi đàn hát cho gà nghe đó. Không có bắt chước mà anh chỉ học mà hỏi anh Nguyên thôi. Thì cái phương pháp nào tốt quá là hiệu quả cho gà thì mình học hỏi thôi em. Nhưng mà em nói thiệt nha, anh không biết đàn, có lẽ anh không phù hợp với việc này đâu. Thì đúng rồi, anh đâu biết đàn, đâu biết hát, với lại quản lý chạy gà đâu có tốt như anh Nguyên. Cái gì anh Nguyên cũng làm được hết á. Anh nói vậy nghĩa là sao? Không có gì, mà em ra đây á chỉ tìm được nhân viên thôi hả? Có chuyện gì không? Thôi anh đưa cái đàn cho em đi. Làm gì? Để em cất cho anh Nguyên. Nhìn vật nhớ người xưa sao? Mà anh Nguyên á không gọi điện thoại hỏi thăm em sao? Hương à, anh Nguyên bây giờ đã có cuộc sống mới rồi, em phải tạm chấp nhận đi. Chấp nhận gì? Thì chuyện anh Nguyên á bây giờ có cuộc sống giàu sang hơn, đầy đủ hơn. Anh phải ở bên đó để báo hiếu ông nội anh nữa. Cuộc sống anh Nguyên bây giờ khác xưa nhiều lắm, có là thay đổi rồi mà. Chuyện của tụi em không liên quan gì đến anh hết á. Tình cảm em với anh Nguyên kiểu trước sau như một. Anh đừng gây chia rẽ nữa, có được không? Anh biết, ngoài mặt á em nói vậy thôi, nhưng mà trong lòng em rất buồn lắm. Đúng không? Mẹ, hai đứa có chuyện gì vậy hả? Dạ, không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì mà con nhìn mặt con kìa, hầm hầm cho một đống. Còn thằng Phong nữa, làm mà sụ mặt vậy? Hương, tối nay á đi chơi riêng với anh Phong đi. Tại sao? Tại sao mẹ lại kêu con đi chơi với anh Phong? Hai đứa bay á, anh em với nhau mà cũng giống như là chó với mèo á. Đừng có chói mẹ, mẹ thấy hai đứa bay đang cãi nhau rồi kìa. Bây giờ hai đứa phải đi chơi với nhau để củng cố lại tình cảm. Thằng Nguyên á nó không còn ở đây nữa, hai đứa phải đoàn kết lại với nhau mới giật dậy chạy gà được, hiểu chưa? Nhưng mà mẹ ơi, con không muốn đi chơi đâu. Không thích cũng phải đi, đó là lệnh của mẹ, con không được quyền cãi. Con ở nhà con làm gì? Lanh quanh ở nhà cho em Ngọc thấy mày à. Nó bây giờ cần có sự thoải mái để hồi phục lại sức khỏe. Dạ con biết rồi. Biết rồi, đi đi. Mày thấy chưa, nợ nần đến nỗi người ta tới người ta quẩy cái tiệm như vậy đó. Ta nói với mày rồi, cái nghề này nó không có tương lai, nó chỉ vướng quả vô thân thôi mà mày không nghe. Không biết rồi, ba chỉ có công kích con hoài vậy. Cái gì? Tao công kích mày hay là mày rước người về đây người ta công kích cái tiệm này? Nè mày coi đó, đó mày coi người ta quậy đó, mày chịu nổi không? Thiếu một chút tiền mày chút gì giữ gì, mày mới là giữ á, dám gây nợ ra có làm gì mà có chịu. Cho mày ăn học đàng hoàng, không chịu học hành tới nơi tới chốn, nghỉ ngang đi học chụp hình đó rồi mở tiệm nè đó ha. Tiền mặt bằng, tiền máy móc nó lên tới con số chóng mặt luôn, mà lợi nhuận thu về có nhiêu đâu mày thấy chưa? Tao nói mày không học chữ cũng được, về theo ba học cái nghề tài xế, con thấy không? Ba làm tài xế cũng ngon lành, nuôi mày khôn lớn đàng hoàng chứ đâu có tệ. Mà nói không nghe, khổ với mày quá trời quá đất đi. Con biết rồi, thì vợ con bán hết đồ con tiệm mà con trả nợ cho người ta. Ba đừng suy nghĩ nhiều, ba cứ lo giữ sức khỏe của ba đi. Mày muốn tao khỏe phải không?
Ba chỉ khỏe khi nào con chịu về, con học nghề tài xế, con phụ lái xe với ba. Dạ. Ba mới khỏe được. Dạ. Mình là cha con, tất cả tài sản của ba, ba cho con. Dạ. Ừ, nguyện vọng ba chỉ có vậy thôi. Dạ. Ba nói xong hết chưa? Xong rồi. Rồi ba về đi. Cái gì? Không, ba bình tĩnh mà. Mẹ con có tiền cho ba về xe mà. Ba ra ngoài đầu hẻm thì chút xíu có xe đó mà về tận nhà luôn. Mày cất đi, để dành đi ăn cơm bụi. Mẹ tao nói cho mày biết nha, mày mà không dẹp cái tiệm này thì đừng bao giờ về gặp mặt tao. Ba. 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 Đúng cái gì? Tối ngày rủ rê đàn đúc, không cho thằng nhỏ làm ăn gì hết. Dạ không có. Không có tai nạn gì. Đi về. Dạ đi về, đi về. Ngọc. Ngọc ơi. Ngọc, 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 cái gì? Mày đi vô. Mày đi vô. Đi vô. Mày vô mày dẹp tiền liền cho tao. Đi. Sao em ghen vậy? Em đi rồi quay lại làm chi? Tại em lo cho anh. Sao tan quen vậy? Ba anh quậy anh hả? Ủa anh nói vậy là sao? Tôi muốn nói là thằng Phong á, nó cũng yêu con Hương. Cái gì? Thằng Phong yêu con Hương? Làm dữ vậy ông? Sao không biết? Tôi nói đâu không phải làm dữ, sao không biết? Tôi nói nghe làm như nạt hết hồn vậy. Má trời là trời. Tôi biết tôi nói cho anh nghe cũng đâu có giải quyết được gì đâu. Bây giờ tôi là nói giúp cái chuyện mà nó yêu Hương với anh. Nhưng mà tôi chưa kịp nói thì anh đã tác hợp cho thằng Nguyên với con Hương rồi. Thành ra tôi nghĩ là có nói cũng như không. Thành ra tôi không nói. Bởi vậy cho nên... Trời ơi tôi tức quá. Nhật tại sao bây giờ anh mới cho tôi biết hả? Trời ơi thì tôi nghĩ là nếu mà tôi cho anh biết mà anh có tác hợp cái chuyện mà thằng Phong với con Hương nữa thì thằng Nguyên với con Hương nó cũng đâu có chịu để yên. Kết quả nó cũng vẫn vậy thôi. Báo anh biết làm gì. Và một bất hạnh. Đó bởi vì nãy tôi nói anh không mấy anh cho nó con Ngọc nó uống thuốc ngủ cho nó ngủ luôn cho rồi đỡ lắc rối mà anh không chịu nghe tôi. Thôi mà giờ dù cho con Ngọc nó có uống thuốc ngủ nó vô nó ngủ nó bất tỉnh gì chăng nữa cũng không giải quyết được gì đâu. Cũng vậy ha. Bây giờ tôi có cái loại trà nè. Uống vô bảo đảm chẳng những bất tỉnh mà còn ngủ luôn nữa. Mà không phải cho con Ngọc uống đâu. Cho ai uống? Cho anh uống đi. Chi vậy? Thì anh uống anh bất tỉnh anh ngủ để anh khỏi cần nghĩ tới gia đình nữa, đỡ rắc rối nhức đầu, đỡ căng não. Vậy hả? Ừ. Rảnh quá. Uống vậy là sao? Thôi được rồi, anh sẽ nghe lời ba anh, không có làm nữa. Dạ. Mới có mấy ngày không gặp em rồi, sao anh thấy em thay đổi kinh khủng vậy? Hồi trước á, em còn ngây thơ lắm, giờ em trưởng thành ghê á. Hồi trước á, em mà ai nói gì em nghe đó, không bao giờ cãi ai chứ nào hết. Bây giờ bữa nay đủ bạn là đứng ra khuyên anh bỏ nghề làm theo lời ba anh hả? Hay là ba anh nói lời khuyên là anh vậy? Không, ý của em. Ý của em? Dạ. Không phải ý ba đúng không? Không. Nếu ý ba anh nghe, ý em anh sẽ nghe. Sao kỳ vậy? Trời ơi, ba anh nói lời nào anh nghe, nói thiệt. Chỉ có em anh nghe thôi. Anh coi em như mẹ anh đi. Hả? Mẹ. Ba quý em như mẹ anh. Đúng không? Nhưng mà nói thiệt với em á, anh không được chụp hình đó. Anh buồn lắm. Anh không được chụp hình anh buồn lắm hả? Ê, em có show cho anh nè, anh có giúp em không? Có show hả? Ừ. Ok.
hả? Nếu mà tưởng mấy người khác còn với em là nghe không? Không, cái cô không phải với em rồi. Cái phải gì anh? Không phải lớn luôn. Đi đi cam đi, sẽ đá luôn đi. Chơi hồng hồng sang trong trong ngàn chiếc tia nắng ngoài sông. Hey, cành mè mè gió đưa đưa ngàn hoa chúc nhìn qua màu gì đang nhịp nhàng. Làm sao vậy hả? Đau đầu quá ba. Ôi vậy vậy coi vậy. Con thấy người sao? Hả? Con đau đầu quá. Con bị đau đầu sao không vô nhà con nghỉ đi, con nhảy tưng tưng ngoài này làm cái gì? Hả? Con nghe chứ hai nhật thôi, con bị u não cho nên con qua nhà bạn con mượn sách về con đọc để cho con hết hết bị u não. Trời đất ơi, đã bị u não nhức đầu rồi còn mượn sách về đọc làm cái gì nữa, làm sao mà hết nhức đầu. Thôi thôi vô nhà nghỉ đi con, đi đi. Ba con gì? Biết tại sao con bị đau đầu rồi đó ba. Sao vậy? Tại con nhớ anh Nguyên quá đó ba. Anh Nguyên anh về chưa ba? Nguyên hả? Dạ. Trời ơi, thằng Nguyên nó bận trăm công ngàn việc làm sao ba biết được. Thôi thôi vô nhà nghỉ đi. Cái gì nữa? Không, không. Trời ơi, té gì vậy? Con thấy trong người sao? Ngồi dậy, ngồi dậy. Té lưng té xuống hoài vậy con. Con đau lắm hả? Con đau quá hả? Anh Nguyên đau rồi ba. Con ngã xuống đường chút xíu đi, chào ba chút. Ba có cách làm cho con hết đau đầu luôn nha. Ba có cách hả? Ừ, chào ba chút xíu nha. Dạ dạ. Chắc là ba đi kêu anh Nguyên cho mình. Ba anh thiệt tình, nói nãy giờ mới hiểu là té lên té xuống đau muốn chết. Nè 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 Ngọc ơi. Dạ dạ. Anh Nguyên về chưa ba? Nè nè. Hả? Ủa để thao đồ nè. Ủa ba đưa con chi? Con giặt đồ đi. Con giặt đồ cái con bận rộn quá, tâm trí con nghĩ tới cái chuyện nhức đầu nữa, con sẽ hết đau đầu. Đỡ lắm. Ba từ nhỏ giờ con đâu có biết giặt đồ đâu ba. Trời ơi, đâu có cần biết giặt đồ, con chỉ cần nhúng nước con giặt gì nè để cho nó có động tác thì con quên đau đầu liền. Mà con muốn hết đau đầu thiệt luôn ha là con phải giặt cái thao đồ thiệt sạch nha. Giặt đi, ba vô nha. Trời đất ơi, cái gì vậy con? Đâu? Con nghe nói đến giặt đồ con không có đứng nổi. Bây giờ sao? Đau đầu. Đau đầu lắm hả? Giặt đồ cũng không nổi luôn hả? Thôi gì vô nghỉ đi. Để ba lo cho. Dạ con vô nghỉ. Thôi vô nghỉ nha. Thôi vô nhà nghỉ đi con nha. Để ba giặt giặt giùm con nha. Để ba lo cho. Có chừng té. Trời đất ơi. Nó nhức đầu mà nó chạy như ngựa vậy. Thiệt tình. Ai đi rồi. Ê đã. Ê đã đâu. Trời em điện anh hoài, anh không có bắt máy. Em tính lên phòng giám đốc gạch rồi, anh luôn á. Thế bây giờ mày muốn gì đây? Thì em muốn tìm việc làm lại. Hôm qua con em nó sốt chưa hết. Hồi sáng này con dạo em nó báo tin là nó mới có bầu. Em khổ quá mà. Chưa được. Bạn phải đặt một thời gian nữa. Nhưng mà bây giờ em tiền cái gì? Dạ con em bị sốt cho nên dạ. Ta đưa mấy tiền mày xài đạo trước, còn công việc ở đợi lâu nữa dạ. Nhớ. Dạ cảm ơn anh. Anh là gì cứu tinh của em. Cảm ơn anh Minh nhiều lắm.
sao Trung Hồng nói em đây vậy? Mình không phải cái anh đó lúc trước anh đã từng đuổi, mà bây giờ lại đứng đây nói chuyện với anh. Mà anh có làm phiền gì anh không vậy? Thấy anh đứng anh nói chuyện quá trời. Thằng đó hả? Thực ra nó là người quen của anh. Trước đây nó từng giúp đỡ anh nhiều, nên bây giờ anh mang ơn nó mà. À, em hiểu rồi. Chính vì vậy mà ngày hôm nay cái anh đó tới đây đòi lại việc làm của anh đúng không? Đúng rồi đấy. Như em thấy đấy, anh không thể làm trái quy tắc được. Đã đuổi ở công ty là không thể nhận lại được. Nên anh cho nó ít tiền để cho em chuyện đấy mà. Không nhận anh tốt thiệt. Vậy mà hồi nào giờ em cứ tưởng anh là người cứng nhắc với nhân viên. Anh hư người ghê ha. Tại em không hiểu anh thôi. Khi nào hiểu rồi dễ làm việc lắm. Ủa nhưng mà anh Minh, cái chuyện lúc nãy là ông nội biết chưa? Chuyện nhỏ đừng báo cho ông chủ biết, phiền phức lắm. Em hiểu rồi. Thôi đi lên đi. Ủa Thơm, em đi đâu vậy? Đi hẹn hò. Hẹn hò ai? Hẹn hò anh chứ ai. Hẹn hò anh hả? Ơ anh đâu có hẹn em đâu mà hẹn hò anh. Ủa, không có ai cũng mắc cỡ nữa hả? Trời ơi, Hương nói với em á là anh muốn hẹn em, nhưng mà anh ngại nên anh nhờ Hương nói đúng không? Thôi đi. Quá đáng mà. Ủa sao tự nhiên anh là em? Em làm gì quá đáng? Anh không có hẹn em, anh hẹn Hương. Ủa mà Hương đâu nói vậy? Có gì không tin hay sao? Lần trước đi coi phim á, anh đã chịu được một lần rồi. Lần này nữa sao? Suốt chịu được anh có hẹn. Cái gì vậy? Khóc chứ vậy? Ai là gì mà khóc hả? Anh hẹn tôi ra đây, anh nạt nộ tôi, nói cho anh còn hỏi nữa. Được rồi, đứng lên, đi về. Nhanh lên. Làm gì mà kêu tôi đi về? Cái câu này của anh nè. Tôi ổn về, để tôi ở đây luôn, tôi lăn lộn đây luôn nè. Tôi nhảy xuống cầu luôn. Tôi nhảy xuống cầu luôn. Vừa làm anh không cản luôn. Mới giờ tôi nói mà đàn ông bội bán. Uống cầm, uống cầm, uống cầm, uống cầm. Lúc nào tôi cũng nói tốt với anh với mặt dưỡng má tôi. Trước giờ em hay nói tốt anh với ba má em lắm hả? Bây giờ tôi cũng còn đang nói tốt nè. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay tôi sẽ không nói tốt nữa. Tôi sẽ nói với dượng má tôi á là cắt hợp đồng, không vận chuyển gà giá rẻ cho nhà anh nữa. Không, không. Mua gà. Nam nữ thọ bất tương thân. Tại sao em có tình cảm với anh em chúng nó anh biết? Anh có cho tôi cơ hội nói không? Hay là lần nào á gặp tôi anh cũng làm cái mặt hầm hầm lạnh lùng như Hàn Quốc kia đó? Mà trời ơi tôi thích cái mặt đó. Ôi, anh xin lỗi mà. Bây giờ anh mời em đi uống nước nha. Không. Em đi uống nước với anh đi, rồi anh tâm sự chuyện với anh cho em nghe được không? Thơm. Đi. Lần này thôi nha. Lần sau không chồng tôi giận nữa. Anh hứa mà. Buông đi.
làm gì vậy? Anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì để khi khác nói, bây giờ em bận lắm. Hương, sao em lại gán ghép anh với Thơm hả? Tại sao vậy? Bởi vì Thơm nó thích anh, là bạn thân của nó, em phải giúp nó chứ. Em làm vậy để đẩy anh ra, tránh mặt anh đúng không? Tại sao lại nói như vậy? Em đã phân định rạch ròi rồi, tại sao anh cố tình không chịu hiểu vậy anh Phong? Không chịu hiểu hả? Trước đó em nói với mẹ Hạnh là nhận lời đi coi phim với anh. Anh đứng anh chờ chờ em ra. Mà người ra không phải em mà là Thơm là sao? Lần trước đó một lần rồi, anh biết, anh biết là em yêu anh Nguyên. Nhưng bây giờ anh Nguyên đã có cuộc sống mới rồi, anh không còn ở đây nữa. Anh bây giờ đã trở thành đại thiếu gia biết không? Không còn nhớ nhung về em nữa đâu. Phương à, chỉ có mỗi mình anh bây giờ quan tâm chăm sóc lo lắng cho em thôi. Em không hiểu sao? Ba cũng đã tin tưởng anh hơn rồi. Anh chỉ muốn nói với em là anh yêu em. Anh yêu em đúng không? Em chỉ giữ quan điểm của em. Em chỉ yêu anh Nguyên. Anh làm ơn tôn trọng em đi, tôn trọng cả chính bản thân của anh nữa. Không, hai đứa có chuyện gì? Ba, con yêu không? Cái gì? Ba không cho phép. Hai đứa là anh em mà. Ba, tại sao ba cho phép anh Huy yêu không? Còn con thì không chứ. Ba cho phép hai đứa yêu nhau nào? Chính miệng ba nói, ba cho phép anh Nguyên yêu không? Ba chưa có những lập chứng nữa. Tại sao những ngày tốt đẹp ba đều dành cho anh Nguyên? Chạy gà cho nó chuyện tình cảm riêng tư của con. Lúc tôi hỏi, con có phải là con ruột của ba hay không đó ba? Không, con nói cái gì kỳ vậy? Chuyện tình cảm, ba cho phép anh Nguyên yêu hương, nó quá lỗ đen rồi cái gì? Ba chỉ cho hai đứa đó tự do tìm hiểu nhau thôi, chứ có cho yêu đương gì đâu. Được, vậy bây giờ con xin phép ba cho con được phép yêu hương được không? Ba nói không là không, nhưng con đi vô nhà. Ba cấm. Ba! Em cứ chờ đó. Một khi anh đã muốn làm chuyện gì á, anh sẽ không bao giờ. Dạ, đây. Các anh nhìn đi. Tất cả các loa đã được đều ở hết các chuồng trại rồi. Hy vọng với âm thanh phát ra, âm nhạc hài hòa sẽ làm cho các con gà con này kích thích nó phát triển tốt hơn. Cậu Nguyên làm tốt lắm, không hổ danh là người đã đoạt giải cuộc thi nhà chăn nuôi trẻ. Dạ, cảm ơn anh. Các anh có thể coi thoải mái. Ấy chứ Bình, hiệu quả ghê chưa? Có hai anh nhìn ai không kìa, cười tít mắt hết trơn rồi. Mặc dù là cái phương pháp nuôi gà bằng âm nhạc đó cực kỳ tào lao. Dạ, nhưng mà phải công nhận là cậu Nguyên lại đúng là giải pháp để đối phó với cả người ông kia. Nè, về sau này em mà sẽ tiếp báo chí hay thành ra cứ đưa Nguyên ra. À, uy tín, thằng uy tín nâng lên thì công ty Gia Phát mình cũng nổi tiếng theo. Chứ không nổi tiếng đâu đã. Dạ. Dạ, có thể mời các anh theo tôi qua các chuồng trại khác kiểm tra. Nó cũng giống y chang vậy á. Mời các anh theo tôi. Trời ơi, anh làm gì kỳ vậy? Sao tự nhiên anh chụp hình? Ủa sao em la anh? Thì bữa em nói là em nhờ anh một chuyện, rồi em tâm sự về Bảo. Em kêu anh là đi theo dõi Bảo giùm em. Khi anh theo dõi xong, anh có máy chụp hình, anh chụp gì kệ anh. Trời ơi, em nói anh theo dõi anh Bảo thôi chứ em đâu có kêu anh chụp hình đó làm chi. Em nói anh chụp hình là chụp hình em nè. Ủa gì kỳ vậy trời, tự nhiên mấy câu chuyện dính chùm lại nhau, hỏi sao anh không hiểu tới ý đó. Chứ anh tưởng là chụp hình Bảo, đâu nghĩ là chụp hình em đâu. Thiệt tình à. Nói vậy là chắc chắn Bảo là người đồng tình. Cảm thấy là rành rồi đó. Thôi em đừng có buồn nữa.
Em có buồn, em chỉ thấy là mình vô tâm đó thôi. Trước đây lúc nào cũng chê trách nó là ẻo lả yếu đuối. Em đâu có biết là nó mang thân con trai, mang tính tình con gái đâu. Chị phải muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa, có suốt này chọc phá nó vậy. Anh cũng ngờ Ngọc cũng sống tình cảm. Trước đây á, em còn háo thắng chứng minh cho mẹ thấy là em đi thằng Bảo là đúng. Nhưng mà bây giờ em suy nghĩ khác rồi. Em muốn để cho thằng Bảo muốn làm gì làm, tùy ý thích của nó. Con Gạo, anh giúp em một chuyện được không? Có chuyện gì? Anh giữ kín chuyện này cho em nha, đừng có nói với ai hết nha. Được rồi, anh chỉ giữ kín cho em. Thủ nữa nè. Anh Gạo. Ủa, Ngọc. Ủa Thơm. Ủa, hai người ngồi đây làm gì vậy? À, uống nước. Còn anh nữa, sao không lo tìm chụp hình đi? Sao anh ngồi đây uống nước với Ngọc chơi vậy? Sao không nói chuyện? Em hỏi không trả lời. Anh bị đau cổ hả? Có sao không? Bộ em nói rồi, ăn uống ngoài nóng nảy dễ bị đau cổ lắm. Nói chuyện đi. Anh không bị gì vậy? Tắt tiếng hả? Không bị gì đâu. Anh với Ngọc bên đây nói chuyện về Bảo nữa mà. Hả? À, trời ơi, cái gì vậy? Không có. Là sao? Ý anh Ngọc bên đây là nói gì không? Bảo tố con ba, Bảo táp gì đó. Đâu, giờ này đâu có Bảo. Ta dự đoán rồi, nhiều chuyện quá. À trời, bây giờ là anh đổi qua tới thời tiết khí hậu luôn rồi hả? Anh giỏi dữ. Thôi đi đâu đi, từ chỗ đó anh với Ngọc đang tâm sự mà. Rảnh quá đâu biết gì đâu, định đi qua nhà bà hàng xóm coi có chuyện gì tán chơi. Nhưng mà thôi, giờ đổi ý rồi, giờ ngồi đây chơi với anh luôn. Hả? Ừ, ngồi đây uống nước, hai anh em mình tâm sự với nhau đi. Sáng rồi chứ. Uống gì vậy? Chanh muối. Cô ơi, cho con này chanh muối đi. Cô ơi, nó giỡn cô ơi. Không, nói thiệt mà. Thiệt gì? Tự nhiên tâm sự gì? Lâu ngày không gặp, hai anh em mình tâm sự chứ. Thôi khỏi đi, tự nhiên tâm sự qua, tâm sự lại. Cái tự nhiên cái anh kể những chuyện mà anh hứa người ta giấu rồi sao? Trời ơi, nói gì vậy? Giấu chuyện gì vậy? Giấu chuyện gì? Hai người có chuyện gì giấu em phải không? Nói đi, tôi kính miệng lắm, tôi không nói ăn. Giấu à? Giấu chuyện gì? Giấu chuyện Ngọc Lê Tám. Trời ơi, anh nói chuyện gì vậy? Vậy là rốt cuộc có thích hả? Người ta nó không thích kìa. Không, tôi mệt quá. Nè, ngồi đây nè, hai ly nè, tự uống đi, khỏi kêu nữa nha. Không, mới kêu đi mới rồi. Em cầm đây, rồi chị đi. Ủa, người có thích không? Hả? Không có. Không có còn thích đâu nha. Ủa, có cuộc thích hay là không thích? Mệt ghê. Ê, mấy người thích hay không thích gì chứ tôi mà em hai cái ly chanh muối này á, là tôi thấy tôi không thích rồi đó. Ông chủ xem đi. À đây. Lần này con sửa hợp đồng theo đúng ý không nhé? Đó, đó, vậy mới được nè. Chỉ có con là hiểu ý ông tôi. Mấy cái loại hợp đồng này con đủ sảy cái một. À. Con nói cho tay khách hàng cứng họng luôn. Mong anh đừng định kiện con. À. Con nói là chơi luôn. Tiền mất tật mang thì đừng có trách. Sợ quá, đi về không dám đòi đồng nào. Phải vậy. Ai mà đụng tới quyền lợi công ty mình là không được phép, dù chỉ là một xu một cắt. Không nói. À, Nguyên con. À, em làm gì rồi? Sao kỳ vậy? Mình có lỗi thì phải biết nhận lỗi và đền tiền cho người ta chứ. Đằng này bắt chẹt người ta, ép người ta vô thế bí nữa, sao được? À, con là cháu của ông nội, là phải biết thu cách làm việc của ông nội. Nhưng mà cách làm việc của ông nội đi ngược lại với tiêu chí của ba con. Ba con, con ra ở dây. Ở dòng nội thì không phải ở cho ba con. À, con biết nghe được rồi. Dạ, con biết nghe, nhưng nghe có chọn lọc. Con dám đưa ông nội vậy? Con xin lỗi ông nội, cách làm việc của ông nội con không có ý kiến. Nhưng con cũng xin ông nội đừng có bắt ép con phải làm việc theo cách đó. Nguyên, đi đâu em? Xin lỗi ông nội, con về thăm ba con. Nguyên! Ba con, cái thằng cha nuôi của mày đó. Tối ngày lét đẹt trong mắt bà đó. Ông nội chỉ cho cách làm dao mà không chịu. Bức mình! Ba ơi! Ba ơi ba! Ba ơi! Nguyên! Mẹ nè! Mẹ! Trời ơi! Lâu lắm rồi mới gặp con kìa, mày nhớ con quá! Đó mẹ! Ôi! Trời ơi! Sao mà mẹ thấy con nhơm nhất vậy nè? Ui! Nhớ quá à!
Dạ cảm ơn mẹ. Ủa mọi người đâu hết rồi mẹ? Mọi người việc ai nấy làm được không? Họ ngoài chạy gà. Vậy hả? Để con ra chạy gà thăm họ. Bậy. Cái gì mà dội vàng quá vậy? Nè, con có biết là mẹ nhớ con lắm không? Nhưng mà hả, mẹ chỉ nhớ con một thôi. Có người nhớ con tới 10 lần đó. Ba hả mẹ? Không, em đâu. Em đọc nhớ con lắm. Đi vô thăm em đọc đi con. Đi, đi vô thăm lại chạy gà mà đi. Đi. Ui cha. Trời ơi, sao nãy lên dễ dàng, sao phóng xuống thấy khó khăn vậy trời? Mẹ biết rồi, tại hồi nãy mẹ leo lên là con đỡ mẹ. Nè, mai mốt á, mẹ có leo lên hay leo xuống thì con phải đỡ mẹ đi nha. Dạ. Đi vô thăm đọc, đi con, đi. Con à, anh tới thăm con kìa, đi vô thăm em đi con. Mẹ nói với con là em yếu lắm, ngồi không nổi, ăn không được. Mọi thấy em hấp tô thấy quá trời luôn. Vậy chắc em khỏe rồi, con qua thăm ba. Bậy, em đâu có khỏe đâu, tội nghiệp lắm. Mấy ngày hôm nay em đâu có ăn uống gì đâu con. Hôm nay mẹ nói là con về thăm, em nó mới chịu ngồi dậy ăn đó. Đây nè, ăn có mấy sợi à, nguyên một tô hủ tiếu là còn nguyên. Nó sạch mà mẹ. Mẹ ăn. Hồi nãy mẹ đút cho em á, em đâu ăn đâu. Em ăn một muỗng, mẹ ăn ba muỗng. Em ăn một muỗng, mẹ ăn ba muỗng. Mới hết tô hủ tiếu nè, cho em có ăn. Con à, dậy đi. Anh tới thăm con nè, dậy. Anh chịu về thăm em. Thấy chưa, yếu quá. Cầm tay con còn cầm không nổi kìa. Thiệt là thương vậy đó hả? Anh có nghe mẹ nói là em đang bị bệnh, em yếu lắm, em đang bị đau đầu hả? Em đau đầu dữ lắm. Nhưng mà giờ nhìn thấy anh em hết đau đầu rồi. Thôi em đi ngủ nha. Bậy. Nói năng cái gì vậy? Trời đất ơi, gặp anh Nguyên mà đi ngủ là sao chứ? Con phải ở đây, con phải chăm sóc lo lắng cho em. Có con ở đây thì nó mới khỏe được, đúng không? Dạ, đó. Đúng. Nó mới nhìn con là nó muốn khỏe rồi, thì con phải chăm sóc cho em. Dạ, đúng rồi, có anh ở đây em mới khỏe được. À, con hiểu rồi. Ý của mẹ nói là khi nào mà con có mặt ở đây là em hết bệnh, em khỏe. Không có con ở đây là em sẽ bị bệnh lại. Đúng rồi con. Dạ, đơn giản thôi. Con sẽ đi về rửa cho em tấm hình bự vậy nè, rồi em dán đầu giường đó. Mỗi lần mà em mệt cái em nhìn hình con là em khỏe lại liền. Nha mẹ, đừng đi nữa. Bậy, con nói gì sao được con. Rửa cho em một tấm hình, hình của con, nhưng mà đâu có nhúc nhích, đâu có cử động được. Người ta gọi là tỉnh giật, hiểu không? Con phải làm sao, con phải nhúc nhích, con phải cử động được. Em nó thấy con, chứ đâu phải là thấy hình đâu mà nó hết bệnh. Thấy con nó mới hết bệnh, cử động nhúc nhích mới hết bệnh, hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. Con sẽ không rửa hình cho em nữa. Con sẽ quay cho em clip. Con ngồi con nói chuyện với em, con cười, con chào em. Giờ con sợ sợ em vậy nè. Rồi mỗi lần mà em buồn, em nhức đầu hay gì đó, em cứ mở cái hình đó ra, clip ra em coi là em hết à. Con đi quay clip. Không phải con ơi, sao con hiểu ý mẹ vậy vậy? Bây giờ con quay clip, con cử động được, con nhúc nhích được. Cái đó người ta gọi là động vật. Động vật tức là có cử động, nhưng nó chỉ là cái vật thôi. Nó chỉ là cái vật, nó chỉ là cái hình thôi. Nó trong cái clip cử động này, bây giờ em nó muốn sờ mặt con, nó đâu có sờ được. Nó muốn vuốt mặt con hay là nó muốn nắm tay con cũng đâu có được. Con hiểu không? Con phải là có thật ở đây. Hình thì mẹ kêu là tĩnh vật. Clip thì mẹ kêu là động vật. Thì con là con gì mẹ? Con là con người. Con người phải biết cảm xúc, con cảm giác, con phải cảm động. Con phải biết so bóp, so dịu cho em con thì em con mới khỏe được, hiểu không? Thí dụ như bây giờ em nó đang đau đầu, con làm gì? Con lại con massage đầu cho em đó. Có phải là em nó khỏe không? Đúng không? Phải massage hả mẹ? Quá. Dạ. Để con đi lấy dầu massage cho mẹ. Anh chưa đi. Nè. Con thấy chưa? Con mới vừa quay lưng đi thôi là nhỏ xỉu lên xỉu xuống rồi à. Con mà đi nó la nó làm mệt. Ba mày nghe tiếng nó, ba mày cũng mệt rồi, ba mày bệnh. Bây giờ có muốn cả nhà thì bệnh gì con hả? Đừng đưa cái lưng đi. Đứng trước mặt em, hiện diện trước mặt em nghe chưa? Nè, ở đây chăm sóc em đi chưa? Không có đâu hết nghe. Ngồi đây đi. Tội nghiệp, không ăn gì hết con. Toàn là mẹ ăn không đó. Ngồi với em đi. Massage đầu cho em đi. Massage cho em đi. Vãi gì nè. Thương người ta hoài. Thương
Đúng không ạ? Sao lại lẩn tránh anh? Anh Phong, chuyện tối hôm qua anh đừng có nhắc nữa. Bây giờ mình phải tập trung lo cho chạy ra. Ừ, anh biết rồi. Không nhắc thì không nhắc. Vậy hai đứa mình đó, tập trung để lo cho chạy gà nha. Anh xin lỗi em, tối hôm qua anh hồ đồ quá, cho nên anh mới cư xử vậy. Em đừng có giận anh nha. Anh Nguyên, anh mới về hả? Anh có mệt không? Anh uống nước đi nè. Sao lại về đây hả? À, anh về thăm mọi người trong gia đình, với lại là anh chủ yếu là anh thăm. Anh thăm mấy con gà. Anh đi xa quá, anh nhớ tụi nó. Cầm giùm anh thăm nó cái. Anh Nguyên về anh với. Khổ gì ba mới thương anh được. Trời ơi, vậy là cũng đủ khổ rồi, uống đi. Dượng đâu có thấy đâu. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Trong mồ hôi gì đó. Trời ơi, cái mồ hôi mà rải vậy. Mồ hôi là người ta phải đổ vậy nè. Đó. Cái gì vậy? Cho nó giống mồ hôi. Con người ác ghê, tại muốn đá cho người lạnh chết. Gạo, trời ơi, con về mà sao con không cho dì hay để dì lo cho con bữa cơm vậy? Dạ thôi dì khỏi thiết đãi con đi, tại đợt này con quyết định con về nhà con ở luôn. À, con quyết định như vậy á là đúng đó. Dạ mệt quá dì, sửa xe mệt quá luôn đó thiệt. Xe hư hao gì đâu sửa. Kiểm tra hư sửa cũng hư thôi. Ba, con xin lỗi ba. Con hứa tối nay con sẽ nghe lời ba. Ba đừng có buồn con nha. Ông, ngài nhớ đem trong nó về. Rồi tới từng nó về cái mày đặt lạnh lùng à, không thèm đếm xỉa làm sao. Đúng rồi đó Dượng. Dượng á, Dượng nói vậy thôi. Chứ tối nào ngủ em cũng nghe Dượng nằm mơ nói mớ kêu tôi anh Gạo. Gạo ơi, Gạo ơi, Gạo ơi. Dạ. Tao nói hồi nào, tao mớ hồi nào. Ủa Dượng không có kêu hả? Tại con nghe phát ra từ phòng Dượng vậy chắc. Má kêu hả má? Vậy là bây giờ anh Gạo về đây ở luôn hả? Ở liền luôn hả? Vậy cho ở bển sao được nếu mà ở. Mấy tháng tiền nhà người ta không trả. Rồi giang hồ nó tới nó quậy nó đập tiệm tùm lum hết. Đuổi rồi, phải trồi đầu về đây thôi. Ai mà chứa nữa. Con biết lỗi ba. Con hứa ba hôm nay con trở đi con sẽ nghe lời ba. Không cãi lời ba nữa. Con sẽ chăm chỉ là... Con sẽ chăm chỉ là ba. Con sẽ về lái xe tải cho ba. Thôi được rồi. Dù sao thì con cũng về đây rồi. Thôi, bà giao hết cho con đó. Cười gì nữa. Sửa xe đi. Ủa, nãy bà nói xe đâu bị hư đâu. Giờ kia bà con sửa. Không có nhà trước hả? Con chọn phụ đồ nhanh dạo. Không. Nè, anh đừng có tỏ vẻ buông tự.
ngoài mặt anh á thì bị đặt giường cho tôi, nhưng mà trong lòng anh muốn giữ lại tất cả, từ chuyện của Hương cho đến cả ngày qua. Tôi nói cho anh biết, anh đã đi thì đi luôn đi nha, đừng trở về nữa. Cái nhà này bây giờ cho tôi quyết định, anh nghe rõ chưa? Kìa, mày làm nào? Nãy giờ nói cái gì? Có phải là sự thật không? Có phải là ông nội của tôi cho anh tiền bắt anh nhận tội thay đúng không? Mẹ chưa đưa cái bát cơm cho mẹ. Ba đứa tôi vậy, cái gì tôi đây? Sao ba đứa như vậy? Tôi bị liệu mà. Bao. Đừng có.